Khương mến chào anh Quang ở thị trấn Châu Thành, Châu Thành Trà Vinh. Anh có đặt ủng hộ em bộ bộ hát live stream thu âm sản phẩm có tên là K300 Pro Max và micro xịn AT100. Hãng nó ra 4 màu trắng, xanh lá, xanh biển và màu xám. Anh em còn 2 màu, màu xanh biển và màu xám. Anh chọn màu xanh, em chọn đúng mic cho anh đây. Và trước khi test hàng đóng đi cho anh thì sản phẩm anh nhận hàng gồm có cục sao cạc âm thanh K300 Pro Max, micro em đang cầm trên tay ha. Cái này là cái chân kẹp mic để mình không cầm mỗi tay. Và đây là cái tai nghe kiểm âm Sony X450 ha, kèm theo. Và kể cả tặng thêm cho anh hai cái chân kẹp điện thoại này để anh sau này anh có sử dụng gì thì sử dụng nha. Có thể dương cao lên mình sử dụng cái gì thì mình xài ha, livestream gì đó. Rồi, như vậy là đủ sản phẩm của anh. Bây giờ em sẽ test. Và em đã báo với anh Quang là em đã nhận tiền của anh tài khoản Agribank vào lúc 13:51. Em đã nhận tiền của anh xong ạ. Em cảm ơn anh. Test một đoạn cho anh trai Quang ở Châu Thành, Trà Vinh. Ngẫu hứng, bolero, sáng tác, Minh Vi. Kênh nhạc sống, karaoke, Hoài Phong. Đã nhận tiền Agribank 13:51. Chờ em trong xóa xa, thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi. Chậm nhìn nhau tình đời ngang trái, mắt đắng tình yêu trong biên sâu. Giác phao nhà ai em về với người, sáng ngang một chuyện xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài. Buồn ngăn nắng ai khổ vì ai, đêm lang thang một mình mang theo cõi nhớ. Trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu chuyện đêm mưa, kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua cơn mê người là như thế đó, thu sầu thứ vần cô đơn, dần hơn nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ. Chờ người tôi yêu, xuyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sau trời mưa, mưa nửa đêm, hãy chuyên tạo đêm tiếng đưa người tình. Đêm hoang vòng tràng suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ, trả lại em chăm cái video nó dài à, để em tắt video và em gửi qua Zalo cho anh. Nếu mà nó dài quá sợ anh nhận cái video không hết, nó bị cắt khúc. Một lần nữa cảm ơn anh Quang ở Châu Thành, Trà Vinh rất nhiều. Cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm sao cạc K300 Pro Max và micro AT100. Cảm ơn anh rất nhiều.